Trời ơi, thắng cái gì vậy anh? Nó bị kẹt cái thắng xe em ơi. Trời, thắng con gớt cao vú ra ngoài luôn vậy ông nội. Tới nhà đó em. Ủa, nhà anh đó em? Đúng rồi, nhà anh. Trời ơi, nhà sang trọng vậy. Vô nhà đi em. Thích quá hả, xe vô đi. Trời ơi. Trời ơi. Sao? Cửa này cửa tự động mà em. Ủa, cửa tự động. Em quê mùa quá, người ta bấm trầu. Ở dưới quê có biết đâu. Dạ. Bấm là nó lên nè. Rồi, rồi, cửa này nó mở dữ ra hả? Cửa này ta tự động với ai mà nó kéo lên em. Vô nhà đi em. Ôi, em không ngờ cái nhà anh nó sang trọng gì luôn anh. Trời ơi. Dạ, trời ơi, trời má ơi, trời ơi. Cái gì vậy hả? Cái cửa kiến của ta. Trời ơi, cái cửa kiếm ta có trong giác vậy nè, em đi cấm đầu vậy em. Ai mà biết cái cửa kiếm cửa bộ gì đâu. Trời ơi, em không ngờ cái nhà anh là nó quá là sang trọng, nó giàu, có gì luôn đó anh. Có gì đâu, bình thường thôi. Trời ơi, cái nhà này bán rất nhiều tiền lắm anh ha. Ủa, không có phải, ý em nói là cái nhà này mình mua rất nhiều tiền lắm ha. Đúng rồi, má mới mua cho anh á. Cái gì? Má mới mua cho anh á. Trời, má mua cho anh đó hả? Bữa là anh dắt về nhà dưới quê chơi thôi. Ồ, trời, em ngồi người yêu em lại giàu có gì luôn đó, trời ơi. Rồi má đâu, má có lên không? Có, má đang ở sau á. Để má sao hả? Để anh xuống kêu má lên nha, nhanh dạ. Sẽ nhắc chú. Dạ, dạ, ngồi dạ. Đi chơi nha, thoải mái đi, thoải mái như nhà mình đi chơi đó. Dạ, dạ, dạ. Má ơi. Ôi, chị con. Bạn đi chơi má ơi. Ôi, cái nhà đã quá trời ơi. Ủa em đang làm gì vậy? Dạ. Em đang làm gì vậy? Em thấy nó đuổi anh, em tính lao giùm anh. Dạ. Uống cái nước đi rồi đi ra sao ăn kìa. Má nấu đồ ăn ở sao cho em ăn kìa. Dạ, dạ, cảm ơn anh nha. Chẳng có gì đâu khách sáo. Dạ, má có nấu đồ ăn sẵn rồi. Má ơi. Dạ, con chào bà. Má chào con, mới lại chơi hả con? Dạ, tôi mới lại. Trời ơi, vậy bao nhiêu lâu nay con tưởng đâu bác chỉ đi chun chui giống nhủi dưới quê chứ. Trời gì mà hôm nay bác luôn con mặt con lên Sài Gòn. Trời ơi, bây giờ bác nói thiệt, trời ơi, nó phèn ơi là phèn. Dạ, cả mặt vô đầu da beo. Giờ mặt bác hài hước dễ sợ. Đây nè. Em quên, em quên. Bác nói cho con nghe. Bác không có định lên đây, tại vì thống á, nó điện nó nói với bác đó là bữa nay dẫn rể nó lại chơi mẹ lại sớm chút đi. Trời ơi, con đâu có biết, con đâu có biết bác chỉ lên đâu mà sớm nó rồi con tính mua, con ghé mua quà cho bác. Dạ, nhưng mà con sợ tốn tiền. Ơ, không có phải, ý là con sẽ sợ, anh thống anh kêu nó là sợ mua gì tốn tiền cho nên con biết mua luôn. Ơi, quà cáp chi lại chơi được rồi, đây nè bác mới nấu rồi. Vô ngồi ghế đi em, để anh bưng lợn qua. Trời, bác nấu làm thì sáng ăn sáng rồi. Nhưng mà bác khách sáo quá à. Bác nấu cho hai đứa ăn không? Dạ. Thôi hai đứa ăn cho vui đi con. Bác lên trên lầu rồi đó nha. Ăn đi em. Thôi sáng ăn rồi no còn no chết. Mà anh ơi. Hả? Tự nhiên cái có hành em ăn hành đủ được đâu. Anh gấp hành ra cho em đi, em không có ăn hành được. Sáng anh vừa nói với má gấp hành cho em mà. Trời ơi, hành một đống luôn kìa anh. Em không có ăn hành được đâu, nó hôi lắm. Dạ. Thôi mà em ngồi đợi anh xíu nha. Anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Ồ, bất ngờ gì nữa, dạ cảm ơn anh nha. Tên, anh tới rồi đây. Dạ. Ủa gì bất ngờ vậy anh? Uống rượu với anh nha, má mới mua cho anh hai em chai rượu.
Thôi em có uống được đâu. Ủa em ăn chưa, sao tô mì em càng ngày càng ít vậy? Anh nghĩ sao còn hành không mà em ăn được đâu anh. Nãy kêu gái gấp hành ra đó. Ủa nãy gấp ra rồi mà. Cái tại nó bị teo lại anh. Dạ mình lâu quá không ăn nó teo mì lại. Dạ chắc dị quá. Dạ uống dành miếng thôi nha. Thôi em uống em sợ xỉn đó. Dạ thôi em uống được đâu. Miếng thôi. Trời ơi, ôi uống có được. Em uống dành một ly thôi đó nha. Ừ. Một ly thôi nha cưng nha. Thôi nhấm môi thôi chứ. Dạ. Đắng quá à. Thôi nhấp môi thôi chứ em uống được đâu. Thắng à. Dạ. Ở đây mẹ nói cho nghe nè. Thôi em ngồi xíu nha, má kêu anh lên chảnh nói chuyện xíu. Dạ. Lại xíu nha cục kinh. Dạ ok anh. Dạ. À trời ơi đã má ơi. Ôi ơi, cái loại rượu mình yêu thích nhất bao nhiêu lâu nay mới uống được má. Ôi trời ơi đã. Trời ơi à, đã làm sao được. Tao nói rượu ngon là không có thiếu mồi. Thịt bò. Cục cưng ơi, em tới rồi đây. Dạ, em chào anh. Má mới nói chuyện với anh xong rồi. Nói gì vậy anh? Hả? Nói gì vậy? À, má kêu xíu nữa đi mua cho chiếc xe nữa. Dạ. Ủa anh mới với anh mới có cái chút xíu mà sao nó giật nhanh cho ta? Thì rượu nó bay hơi mà anh. Dạ anh ông đóng nắp, ông đóng nắp lại nè cho nó bay hơi đó. À. Dạ anh đi em đóng nắp lại chứ. Mình uống miếng ra đi. Dạ. Mình uống miếng đi. Thôi. Uống miếng đi rồi anh dắt vô phòng chơi. Em uống không có được. Uống miếng đi. Thôi em xỉn đó. Dạ. À, uống miếng đi nè rồi anh dắt đi tham quan nhà anh nữa. Dạ. Ăn đi anh em. Đắng quá à. Dạ thôi em dọn nha. Xong hả con, để đi bác dọn nha con. Dạ dạ cảm ơn bác nha, bác dọn giùm con. Dạ con biết uống rượu nữa đó hả? Dạ con không biết uống rượu đâu bác, tại vì thống anh kêu con là uống với anh miếng cho vui. Dạ cái con biết uống đâu. Dạ rượu này bác đem lên dưới quê lên nè, rượu Xuân Hạnh đó. À Xuân Hạnh này Vinh đó bác. À. Dạ trời ơi cảm ơn bác nhiều nha, quý quá. Dạ thôi để bác rửa cho con ha, con ra ngoài ngồi chơi đi. Không, bác cứ để con không có sao đâu mà. Trời ơi, con nói cho bác nghe. Con ba thấy ở nhà con làm mấy chuyện đi hoài hả? Dạ hả? Chết mẹ. Trời ơi, bể đi, bể. À, thôi, tại vì nó trơn quá. Dạ. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi con, dầu mỡ. Dạ. Bác để con đi không, không sao đâu. Dạ, bác cái chuyện này con làm hoài nha. Dạ. Ôi con ơi, trời để chị mà hết chai của bác rồi. Ít thôi. Lỡ tay. Dạ. Con xài tiết kiệm đi con ơi, mai mốt hai đứa cưới nhau đó, được hà tiện hà tặng chút nào đỡ hay chút đó. Trời ơi, tiền bác với tiền con có mẹ là tiết kiệm, giờ tiền con có tiết kiệm, tiền bác mà sợ mẹ gì. Không, ý con nói là con đổ hay lỡ tay. Dạ con mốt con tiết kiệm lại xíu. À, đúng rồi đó con, tiết kiệm đi. Dạ. Hai đứa dành dụm nhau cưới nhau thì cái này cũng là của con. Trời ơi, cưới gì cưới bác ơi, ngày mai chia tay giờ nè. Sao vậy? Ủa, không, ý con nói là chuyện ngày mai đi rồi mình tính ngày mai và tính trước bước hôm qua đó bác. Dạ. Trời ơi, sao bác không bước thêm bước nữa kiếm người nào đó về hữu hủy tuổi già bác? Sợ bước thêm bước nó làm khổ thằng Thắm con ơi. Bác bây giờ bác chỉ có lết đi nổi thôi chứ bác đi gì nổi. Thì bác ở vậy nuôi nó đó con, của hồi đó cũng có người á, người ta cũng hỏi bác hai ba người. Nhưng mà bác từ chối hết, tại vì bác để tình thương cho thằng Thắm.
bác chỉ mong sau này á nó được người nào thương nó thật lòng á con. Trời ơi, nhưng mà bác xấu quá không ai thèm bác hả? Không có phải ý con nói là bác ở nhà bác nuôi anh Thống luôn tới giờ luôn đó hả? Để nó đi bắt xã cho con, sao tụi bác thấy dầu mỡ không à? Dạ, trời ơi, mấy cái chuyện này dưới quê con làm hoài hả? À. Dạ, vậy bác hiền con nha. Dạ, dạ. Ôi, nãy giờ khách luôn. Ủa, con biết uống rượu nữa hả? Dạ, ơ không phải, bữa nước lạnh, dạ. Rượu rất con, không bay mùi hả? Dạ. Con không bay mùi rượu. Ừ, dạ, con tưởng nước lạnh, uống vô thì nó uống rượu đâu, dạ. Thôi vậy con ra ngoài chơi với Thống đi con. Dạ. Dạ bắt cái lửa đi con bắt lửa đi con học hỏi theo gì đó mà. À. Dạ. Uống nữa. Không có đâu bác, dạ con hửi nó nghe mùi không như nào. Đó. Bác con mới thấy con uống gõ gà. Đâu có đâu bác, kỳ quá nó uống đâu, con hửi nó nghe mùi không. Thôi con gái nữa thôi, đừng bắt tập uống nữa con ơi. Có đâu dạ. Thôi nhảy đó đi con ra ngoài chơi đi. Em ơi. Em ơi. Ủa Mai. Ơi. Ủa Mai thấy vậy con đâu hả? Nó ngồi ở đằng trước đó con. Nó mới lên trước hả? À. Dạ, cứ bóp rồi bỏ đi nha. Em ơi. Rồi. Mới uống có chút xíu mà say rồi. Mới uống con ly mà say rồi. Phải ai ai hả? Ôi ơi trời. Vậy em? Mày là ai mà đồ cũng chẳng đi nuôi đó vậy hả? Âm Binh. Anh Thống ghệ em nè, em nói vậy trời. Trời ông nội bị ghệ, mày nghĩ sao tao gì đâu có ghệ. Mấy cái chơi cấm mày đụng chạm đi nuôi ra được không? Em nay sao vậy? Dạ. Có xỉn quá không? Uống con ly mà xỉn quá vậy? Xỉn ông nội mày, tao mày đúng mày nha. Trời ơi, dưới quê trong cái này, cụ này nhầm nhỏ nó một mình đó, uống một thùng bia là bình thường, hiểu không? Uống ly nhầm nhỏ mẹ vậy. Mày cái mặt tao gì mà xỉn. Ừ, ý thật hả? Giờ mày đem rượu qua đi, tao mày uống, đúng không? Bây giờ đưa tao uống cái thằng nào xỉn trước, đó ra đường làm chó, sửa gâu gâu, gâu. Cái mặt em xỉn rồi nè, đi vô phòng ngủ. Chọc hoài hứng, mặt tao gì tôi xỉn. Mày hài hước đi, chọc cười mất. Đi. Vô phòng nè à. Mày điếc hả mày? Má ơi nãy vậy con nó có uống nhiều không má? Trời ơi.